bài viết ngày hôm nay mình sẽ review intact viên sủi bổ sung sắt và vitamin c giá bao nhiêu mua ở đâu có tốt không xem hết video này để rõ hơn nhé đừng quên bấm like xe hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí viên sủi bổ sung sắt và vitamin C cho trẻ em intact tăng cường sức đề kháng 15 viên tăng cường sức khỏe tổng thể cho bé. Đối với sức khỏe con người nói chung và đặc biệt là trẻ em, vitamin C và sắt có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến việc bổ sung hai loại chất này cho con trẻ. Tuy nhiên, ngoài nguồn thức ăn thì cha mẹ có thể quan tâm đến sản phẩm nào cho con. Thời gian gần đây. Sản phẩm viên sủi bổ sung sắt và vitamin C cho trẻ em intact tăng cường sức đề kháng 15 viên đang được nhiều phụ huynh đặc biệt ưa chuộng. Thiết kế hộp đựng nhỏ gọn chắc chắn, bên trong có 15 viên dạng sủi tiện lợi sử dụng. Thành phần 100% từ hữu cơ an toàn, bổ sung hàm lượng lớn sắt và vitamin C góp phần vào sự phát triển trí tuệ, bổ máu và tăng sức đề kháng cho trẻ. Mùi vị dễ uống, mẹ có thể cho bé sử dụng hàng ngày như một loại thức uống ngoài trẻ em cần bổ sung vitamin C và sắt viên uống cũng có thể sử dụng cho người thường xuyên mệt mỏi để kháng yếu người thường xuyên vận động nặng công dụng viên sủi bổ sung sắt và vitamin C cho trẻ em intact tăng cường sức đề kháng 15 viên công dụng của viên sủi bổ sung sắt và vitamin C cho trẻ em intact tăng cường sức đề kháng 15 viên đối với sức khỏe người sử dụng tăng cường sức khỏe tổng thể cho bé từ đó nâng cao sức đề kháng cơ thể đối với những tác động môi trường bên ngoài bổ sung hàm lượng sắt và vitamin C cần thiết cho cơ thể bé, viên dạng sủi giúp cơ thể dễ dàng hấp thu. Viên sủi không lắng cặn, có lớp màng bên trên bảo vệ tránh hoạt chất bị oxy hóa và giữ khí ga giúp uống luôn tươi ngon. Cung cấp năng lượng cho một ngày dài, thành phần của viên sủi bổ sung sắt và vitamin C cho trẻ em intact tăng cường sức đề kháng 15 viên. Những thành phần có trong một viên sủi bổ sung sắt và vitamin C cho trẻ em intact đảm bảo 100% từ hữu cơ thành phần chính, vitamin C 20mg, sắt 5,0mg, dưới dạng sắt citrat, thành phần khác, dextrose, 40%. axit citric, bột củ cải đường, natri saccharin, natri cyclamate, n -E 101 natri hydrocarbonat. giới thiệu về thương hiệu Intac. Intac là thương hiệu viên sủi bổ sung các loại vitamin nổi tiếng đến từ nước Đức.